Tôi tin rằng mỗi cá nhân được sinh ra ở một nơi ấn định trước. Mỗi con người được thôi thúc để đến nơi họ cần đến, thực hiện những việc họ cần phải hoàn thành. Từng phút giây, sự sống nảy nở và đan xen nhau dưới mọi góc độ, ở mọi miền đất nước. Tiềm thức rục rã bước chân tôi đi, để hòa vào những mảnh đời, lưu lại khoảnh khắc của vạn vật. Và khám phá những bí mật ẩn giấu ở chính nơi tôi sinh ra. Việt Nam.